Vâng, xin chào mừng quý vị và các bạn tiếp tục trở lại kênh Cao Trung Audio Bắc Giang. Với video tiếp theo thì bên em sẽ test thử một chiếc âm ly Audio Plan HS5. Dòng này thì nó rất chi là tuyệt vời nhá. Bởi vì nó có chạy được 3 cặp loa. Thứ nhất là một cặp loa lời và một cặp loa chính, và các bác ví dụ một đôi loa nhỏ hơn, ví dụ các bác chạy một cặp loa BK này nhá, và một đôi loa bông. Một loa bông thì công suất nó rất chi là êm ái, thì nó nhỏ thì các bác có thể chạy vào một kênh riêng biệt thì phối ghép nó rất hay, và các bác có thể dùng với một cặp loa lời, ví dụ những cặp loa lời của BMW 210 chẳng hạn, thì các bác có thể ghép vào một kênh riêng biệt để chạy lời, và tính năng của nó thì rất chi là hay. Bên em sẽ giới thiệu chi tiết sau. Với sản phẩm này thì em sẽ test thử một chiếc âm ly này và một đôi loa BK thì em test thử cho một bác tên là Thanh, bác ở Thái Bình. Bác cũng đã tin tưởng ủng hộ bên cửa hàng và một cặp loa này, và bác cũng ủng hộ rất chi là nhiều rồi. Và một chiếc âm ly này thì em gửi cho một bác khách, bác ở thành phố Hồ Chí Minh, bác cũng rất tin yêu và biết chất âm của sản phẩm Audio Plan HS5 này, thì bác cũng đã đặt hàng bên cửa hàng chiếc âm ly này. Và em sẽ giới thiệu sơ qua cái tính năng và tác dụng của mặt trước của nó rất chi là dễ dùng nhé. Đây là phần tổng to nhỏ music, và bên này là tổng to nhỏ của mic nhé. Còn đâu các tính năng này thì các bác cũng đều cân chỉnh rất chi là dễ. Ở bên này là phần echo của phần mic này. Ở đây là ban nút này thì nó là to nhỏ của đường mic này, rất dễ. Và đây là tông mic nhá, bass, chung và chép, các bác cân chỉnh sao cho nó hài hòa. Còn là cái khung này thì nó là bass chung chép của phần nhạc và balăng của phần cân vế. Và các bác lên ấn nút FX này, nút chống hú và nút loader, ấn vào thì tiếng trống nó sẽ đậm đà hơn rất nhiều. Em sẽ test thử một đoạn nhạc để mời toàn thể các bác thưởng thức cái chất âm của thằng BKBS 880 vỏ gỗ lạng này nhé. Rồi sau em sẽ giới thiệu tính năng công dụng của thằng HS5 này, nó rất chi tuyệt vời. Về test thử chất âm của hàng bãi xịn này thì em cũng không cần giới thiệu về cái chất âm của nó nhiều, bởi vì các bác cũng từng biết cái sản phẩm BK thì chất âm nó rất chi là đẳng cấp rồi, thương hiệu của Nhật, được sở hữu một bát 25 và 2 tép. Và cái chiếc âm ly này thì âm ly rất chi tên tuổi Audio Plan nhé. Và em sẽ giới thiệu về cái tính năng của nó rất chi tuyệt vời nhé các bác nhé. Đây là cái kênh chính của nó, thì nó sẽ đây một đỏ một đen ở dàn trên này nhá, thì là nó là tính năng của loa chính nhá. Ví dụ loa công suất lớn thì các bác chạy vào cái hai cái cọc trên này là được một đôi, còn cái đường dưới này thì nó là đường surround như các bác nhá, thì là nó có một cái nút surround đây nhá. Nút này là nút to nhỏ, ví dụ các bác thích cho nó nói to hay nói nhỏ thì các bác để tầm cho nó phù hợp với loa, thì các bác điều chỉnh volume tổng này thì nó đều chiết xuất điều chỉnh chung ở một cái công suất này, công suất đằng trước. Và cái tính năng của cái đây nha, em sẽ thử luôn vào đây cho các bác kiểm tra nhá, rất dễ nhá. Đây em sẽ đấu thử vào đây để mời các bác biết được cái tính năng của nó tuyệt vời luôn này. Đây nhá, đấy em mở đây nhỏ đây, thích nhỏ các bác điều chỉnh được, khống chế được cái phần công suất của cái cổng surround này.
Ví dụ cặp này thì hai cái cọc bên dưới này thì các bác có thể chạy vào một cặp loa bâu ở đây. Trên này các bác chạy đôi BMW hay đôi BK, công suất nó khỏe hơn thì các bác chạy ở kênh trên này thì vẫn điều chỉnh chung cái chiếc áp đằng trước. Như ở đây là lớp hãm. Lớp hãm thì ở cái cổng surround như các bác nhận này. Đấy. Rất chi là hay. Và bây giờ em sẽ giới thiệu về cái cổng center. Cái cổng center đây nó cũng rất chi tuyệt vời nhá. Cổng center các bác có thể chạy được một đôi loa center, ví dụ những đôi loa lời, đôi DMX hay đôi BMW. Nói chung là dòng loa lời các bác có thể chạy chung vào đây là được một cặp center. Đấy. Cặp center thì nó lại có tác dụng hay kiểu này. Đấy. Center nó cũng có phần khống chế của nhạc này. Đây là của phần mic nhá. À đây là của phần music này. Phần music tiếng của nó rất hay nhá. Đây là volume của phần tổng cả mic cả nhạc này. Đây em đã vận chỉnh này. Em sẽ cắm mic và em sẽ alo thử cho các bác nhá. Rất chi là hay nhá. Hello. Cái đường center riêng nhá. Và các bác chỉ muốn cho độc lời ra cái phần loa center thì cũng các bác chỉ cần vặn cái đường music này xuống thì nhạc ở loa center sẽ không có. Mà các bác muốn cho nó nhỏ kêu một tí thôi cũng được. Phần này là phần chung cả mic và phần nhạc. Và các bác không thích cái phần echo của ra đường loa lời thì các bác có thể gạt cái công tắc này. Tính năng của nó rất chi tuyệt vời nhá. Em sẽ alo này. Alo 1 2. Alo. Đấy, như vậy là các bác chỉ độc lời độc lập riêng ra cái phần loa center. Và các bác chuyển sang cái cổng trên này thì nó vẫn ra vang ở các cổng kia. Đây là cái tính năng của cái công tắc này, nó chỉ là gạt cắt cái phần echo ra đúng cái loa center thôi, còn các loa ví dụ kênh surround thì nó vẫn ra vang bình thường. Các bác muốn lời chân thật nhất thì các bác không cần vang ra đường loa center cũng được. Rất nhiều bác thích hát lời độc lập, lời chuẩn mà không ra vang nó chỉ ra ở các kênh kia. Nói chung là các tính năng của nó để cho người dùng được sở hữu các tính năng và công dụng của chọn một bộ hát karaoke. Đó là chiếc âm ly HS5 này. Đúng là chiếc này là một trong những chiếc âm ly hoàn hảo, hay gọi là những chiếc đẩy liền vang hoàn hảo nhất và bên em ưng ý nhất và rất ít khi về nhé. Những bác nào có nhu cầu về những chiếc đẩy HS5 này, bên em đang cung cấp tại cửa hàng có giá là vào 5 triệu nhé. Cũng giá chọn bộ mấy trong một, 3 trong một luôn, có cả chống hú này, đẩy này, vang gì vật các thứ đầy đủ hết nhé. Nói chung là nó tổng hợp hết vào một chiếc âm ly này, mà có cả các kênh center, surround và mirror, nó đầy đủ. Và cũng cảm ơn một bác khách ở thành phố Hồ Chí Minh, bác đặt em một chiếc HS5 này, và một bác ở Thái Bình cũng đã ủng hộ bên cửa hàng một cặp loa BK này. Bên em thì rất nhiều các sản phẩm liên tục được đóng gói lên được, nhưng mà thi thoảng bên em mới test được những đoạn video giới thiệu cho các bác. Và phía bên trong này thì anh em luôn đóng gói và chuẩn bị các kiện hàng đi cho các bác. Và những đoạn video bên em đang test thử thì nó có những tiếng băng dính sột soạt, mong các bác thông cảm nhé. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm nghe nhạc hát karaoke thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung qua số điện thoại 0963 1138 hoặc 0962 355 309. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Và giờ đây em cũng xin phép tạm dừng video. Xin chào, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.